Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weibo Time, phát sóng vào mỗi thứ ba hàng tuần. Đây sẽ là nơi tổng hợp các tin tức mới và thú vị nhất trong tuần vừa qua, xoay quanh thế giới 2D trong và ngoài nước, và cũng là nơi chia sẻ các bộ anime hay manga mà bọn mình tâm đắc nhất. Không dài dòng nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nào. Như ở các số chuyển động lần trước bọn mình có đề cập, thì OVA của Oregairu vẫn chưa biết được ngày ra mắt. Nhưng mới đây thì công ty phát triển tựa game Visual Novel của Oregairu đã công bố ngày ra mắt game và đính kèm với đó là DVD cho OVA. Quả là một pha làm tiền đẳng cấp, khi mà mua game thì bạn mới được tặng DVD. Được biết, OVA lần này sẽ tiếp diễn những gì mà tập cuối vẫn còn đang dang dở. Game và OVA sẽ được ra mắt vào ngày 27 tháng 4 năm nay. Dù đã được nhá hàng từ rất lâu, nhưng mãi đến tận bây giờ, ta mới có công bố chính thức về tựa manga Gái Quên Kính của tác giả Kome Fujichika sẽ được chuyển thể sang anime và cũng có thể đâu đó phát sóng trong năm nay. Bộ manga được Kim Đồng xuất bản tại Việt Nam và được nhiều anh em fan romcom hưởng ứng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có công bố rằng studio nào sẽ thực hiện chuyển thể cho bộ anime này, nên là chưa thể đoán trước được chất lượng của nó sẽ ra sao. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, Kadokawa đã đưa tin thông báo rằng tựa manga Kaito Otome to Kamikakushi của tác giả Nujima sẽ được chuyển thể thành anime. Cốt truyện của manga khá giống với Inspector của mùa này, vẫn xoay quanh những thế lực tâm linh huyền bí hay còn được biết đến dưới dạng truyền thuyết đô thị hoặc yêu ma quỷ quái. Chỉ khác mỗi dàn nhân vật có phần phá cách hơn rất nhiều. Mặt khác, tựa manga này lại được chính tác giả Made in Abyss khen ngợi. Một lời recommend khá là tín. Hiện manga đã có hơn 40 chap, anh em có thể đọc trước nếu như tò mò. Trên website chính thức của anime Bastard Heavy Metal Dark Fantasy đã thông báo về việc sản xuất phần thứ 2 của dự án đã được bật đèn xanh và dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay. Mùa đầu tiên của anime đã có tổng cộng 24 tập, được phát thành 2 phần trên Netflix vào năm 2022. Chắc hẳn các bạn còn nhớ bộ Light Novel Câu Lạc Bộ Giỏi và Sành Sỏi từng được xuất bản tại Việt Nam chứ? Trên tài khoản Twitter chính thức của bộ anime chuyển thể từ Light Novel của Shin Araki đã đăng một video đặc biệt kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt của bộ anime. Ngoài ra, nhà sản xuất còn thông báo rằng sẽ có một sự kiện kỷ niệm đặc biệt sẽ được tổ chức vào mùa xuân tới. Liệu có thông báo quan trọng nào sắp tới cho series anime này không? Hãy cùng Weibo Time hóng nhé! Một câu chuyện romcom về một người chị có khả năng one hit và người em yếu đuối của tác giả Konoe sẽ được chuyển thể sang anime và dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay. Nếu như bạn thích isekai, tìm kiếm một mối quan hệ lằng nhằng chị gái em trai thì bộ này hợp với bạn đấy. Nghe sai trái vãi cả. Một bộ Yuri nhẹ nhàng, tạm dịch là Thì Thầm Bản Tình Ca Cho Em của tác giả Eku Takeshima sẽ được chuyển thể sang anime. Hiện chưa có thông tin chi tiết về ngày ra mắt cũng như studio sản xuất, nhưng tôi thấy thiết kế của nhân vật này khá giống với Oregairu đấy. Trên trang Twitter chính thức cho anime Dropkick on My Devil đã thông báo rằng dự án huy động vốn từ cộng đồng đã được kêu gọi hơn 100 triệu yên. Đây là một kỷ lục Guinness thế giới về số tiền quyên góp được nhiều nhất cho một dự án sản xuất anime. Trước đó, cũng có một dự án anime huy động được hơn 96 triệu yên vào năm 2015. Nhưng rõ ràng thì đây là một dấu hiệu tích cực cho các fan của Dropkick on My Devil phải không nào? Với việc phát hành tựa game Pokemon Scarlet and Violet, thì thương hiệu Pokemon đã có một cột mốc khá quan trọng. Đó là trong toàn bộ series hiện đã có hơn 1.000 Pokemon cho đến nay. Mỗi một Pokemon đều có một thiết kế và đặc điểm riêng. Kênh YouTube chính thức của franchise này đang kỷ niệm thành tích đó bằng một video dài hơn 8 phút giới thiệu từng Pokemon trong các phiên bản game cho đến hiện tại. Các ông đã bắt hết được Pokemon trên chưa? Tài khoản Twitter chính thức của Neon Genesis Evangelion đã đăng một poster cùng với một teaser video cho phần phim Evangelion 3.0 You Cannot Redo, phần thứ 3 trong số 4 phần phim trong loạt phim Rebuild of Evangelion, một bức vẽ về một cô gái bí ẩn. Cũng có thể đây sẽ là một nhân vật mới. Hãy cùng Weibo Time tìm hiểu về nhân vật này trong các số tiếp theo nhé! Mùa anime đầu tiên của năm mới đã ra mắt, không chần chừ lâu nữa, hãy cùng chúng mình lướt qua một số thông tin được cộng đồng mạng đang bàn tán rất nhiều trong tuần vừa qua nào. Mà khoan đã, chúng ta chưa đến với mùa này vội. Một cái tên của mùa cũ, Mobile Suit Gundam, The Wish for Mercury, hiện đã trở thành trending ngay trước khi nó kết thúc. Ấn tượng ban đầu của series Gundam mới này có mô típ học viện thường thấy, và 11 tập đầu tiên chủ yếu là bao gồm drama của tuổi trẻ, các yếu tố chính trị và world building. Tuy nhiên đến tập cuối cùng, khi plot ập đến và xảy ra một bước ngoặt ở cuối phim,
ngay lập tức nó đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội cùng với hàng loạt meme đã được chế biến. Trend dịch này có lẽ sẽ còn kéo đến khá dài khi mà chính YOASOBI, nhóm nhạc hát chính opening cho anime, cũng không khỏi bất ngờ với tập cuối. Nhóm nhạc đã chia sẻ lên Twitter rằng hướng đi của anime có lẽ sẽ không được như cái tên của bài hát The Blessing. Ngoài ra, chúng ta còn có một fan nào đó ở Nhật cũng lấy sự kiện này để tạo ra hẳn một cái mini rhythm game trên nền nhạc của The Blessing. Link game thì bọn mình sẽ để ở dưới phần mô tả để anh em có thể trải nghiệm nhé. Sang đến mùa mới này, cái tên gây xôn xao dư luận những tuần vừa qua lại đến từ cộng đồng romcom với bộ anime Otonari no Tenshi, hay được biết với cái tên là Thiên sứ nhà bên. Theo đó, anime được sản xuất bởi Studio No. 9 dường như đã không làm hài lòng số ít fan của light novel và manga khi mà họ đã phát hiện ra một vài phân cảnh mà nữ chính trở nên méo mó. Hàng loạt các ý kiến chỉ trích đã được đưa ra và so sánh chúng với nét vẽ từ manga hay light novel. Điều đó khiến cho nhiều fan cay cú như đọc phải Thiên sứ NTR vậy. Tuy nhiên, như đã nhấn mạnh, chỉ có số ít hình vẽ chưa trau chuốt đã được chia sẻ lên mạng xã hội để tạo dư luận, trong khi phần lớn thời lượng hoạt họa trong anime không đến nỗi quá tệ và chấp nhận được, dù cho chúng có hơi giống nét vẽ của những bộ romcom trước đây do Studio No. 9 thực hiện. Tomo-chan wa Onanoko cũng là một cái tên romcom nhận được nhiều đánh giá tích cực về câu chuyện tình cảm của cô nàng tomboy với cậu bạn hàng xóm. Phiên bản gốc của manga đã được sinh ra cùng thời với chính Kaguya-sama Love is War, xong phải đến tận bây giờ nó mới có bản chuyển thể chính thức. Nhưng dù sao đây cũng là tin vui đối với những ai đã đọc và thích bộ romcom này, khi mà Tomo-chan là một trong số ít những bộ manga được đầu tư chuyển thể sang anime dù cho nó đã kết thúc từ rất lâu rồi. Một cái tên đáng chú ý nữa cũng được bàn tán nhiều trong tuần vừa qua là chuyển thể của Nier Automata. Cộng đồng fan ở Việt Nam tỏ ra rất thích bộ anime này và cho rằng nhà sản xuất đã rất tôn trọng nguyên tác. Tuy nhiên, cộng đồng fan ở phương Tây lại không thấy như vậy, khi mà trong anime sử dụng khá nhiều CGI cho các phân cảnh chiến đấu. Sự trái chiều trong dư luận này là điều dễ hiểu, khi mà phân cảnh 3D CGI và hoạt họa được vẽ tay trong anime có thể dễ dàng nhận ra và có phần hơi rối mắt. Tuy nhiên, bọn mình vẫn cho rằng những người anh em ở Việt Nam đánh giá chính xác hơn về việc A1 Picture đã tôn trọng nguyên tác. Anime mùa này cũng rộ lên trào lưu men chuyển giới, được My Animalist gọi là Magical Sex Shift, với 3 bộ anime nổi lên từ thể loại này bao gồm Reborn to the Master Blade là một bộ fantasy vừa chuyển sinh lại vừa chuyển giới. Onimai, một bộ đời thường giống với Himoto nhưng thuộc thể loại ecchi và chuyển giới. Ayakashi Triangle, rất ecchi và thằng bên có khả năng chuyển giới, đồng thời bị kiểm duyệt khá là gắt gao do nó được sáng tác bởi tác giả của Tulip Ru. Demake trong giới game thủ là từ để chỉ phiên bản làm lại một tựa game xịn xuống dưới dạng kém sang hơn. Tuy nhiên, Demake sẽ không còn giới hạn cho mỗi game nữa, khi mà một pháp sư Trung Hoa nào đó đã hạ cấu hình của bộ anime Licorice Recoil của mùa trước trở về hoạt họa của những năm 90. Dù cho là phiên bản kém sang, nhưng pháp sư Trung Hoa này đã tạo ra một bộ anime ngắn rất trau chuốt và tỉ mỉ, mất khoảng 1 tháng để vẽ lại các phân đoạn và chắt lọc mọi thứ từ bản gốc. Chỉ sau 1 ngày, lượt view của đoạn video đã đạt hơn 100.000 lượt xem. Anh em hãy cùng thưởng thức nhé. Nếu như bạn có để ý, thì dạo gần đây xuất hiện một đoạn quảng cáo của Thái Lan cho tựa game Nikke. Đoạn quảng cáo khá là hài hước và nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính những weebu Thái Lan thì lại không nghĩ như vậy, khi mà họ cho rằng nhà sản xuất đang trực tiếp gọi họ là lũ loser thông qua đoạn video. Cụ thể, nhân vật chính tượng trưng cho khuôn mẫu weebu loser có vẻ ngoài bất định, thực hiện nhiều cử chỉ biến thái khi chơi game, như là liếm màn hình ấy. Và tưởng tượng ra các cô gái trong trò chơi đang lắc đít trước mặt anh ta. Đúng là Nikke là game lắc đít, nhưng những yếu tố trong đoạn quảng cáo lại gây ra phản cảm và được coi là lạm dụng yếu tố khiêu dâm, khiến cho nhà phát hành nhận được một rổ gạch đá. Ngay lập tức, công ty đã xóa đi đoạn video rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Hành động này khiến cho các fan càng thêm tức giận, và phải đến gần đây, phía công ty phát hành ra tựa game Nikke mới đưa ra được lời xin lỗi chính thức, dù cho hậu quả khó mà khắc phục được vì giờ đoạn video đã là trò cười của toàn thiên hạ. Ngày 13 tháng 1 năm 2023 tại Nhật Bản đánh dấu 5 năm kể từ khi ra mắt anime Darling in the Franxx đến từ sự hợp tác của 3 cái tên đình đám trong giới sản xuất anime, bao gồm A1 Picture, Cloverworks và Studio Trigger. Em yêu ở Pháp đã nhanh chóng trở thành anime series nguyên bản nổi tiếng nhất trong một thập kỷ trở lại đây, và nữ chính Zero Two đã trở thành biểu tượng lớn của hình ảnh anime đương đại. Nội dung của anime được đánh giá là khá hấp dẫn và dễ tiếp cận cho mọi lứa tuổi mới lớn, với nhiều drama tình cảm của nhiều tuyến nhân vật, xen lẫn yếu tố mecha chiến đấu. Nhưng cũng phải nói thêm, Darling in the Franxx nổi tiếng cũng một phần xuất phát từ những tranh cãi khốc liệt trong cộng đồng fan. Nhiều ý kiến chỉ trích bộ anime cho rằng đây chỉ là bản rip-up từ Evangelion. Chất lượng hoạt họa của anime cũng rất bất ổn, và sau 15 tập, tuyến truyện bị đẩy lên quá nhanh. Lâu rồi chúng mình chưa thấy anh em cãi nhau về bộ anime này, hãy comment xuống phía dưới ý kiến của mọi người nhé.
Trong văn hóa của châu Mỹ Latin và nhiều nơi khác trên thế giới, đạo Thiên Chúa thường có một vở nhạc kịch nhằm kể lại câu chuyện về Chúa Giêsu, Đức Mẹ Trinh Nữ Maria và những cuộc du hành của họ chiến đấu chống lại ác quỷ và cạm bẫy. Tuy nhiên, bọn mình ở đây không phải là để truyền bá về tín ngưỡng, mà là chia sẻ một câu chuyện khá thú vị trên Reddit. Một anh chàng đã chia sẻ rằng, tại vở nhạc kịch kể về sự ra đời của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria sẽ ấm trên mình một đứa bé, đó chính là Chúa Giêsu, và mẹ của chủ bài Post đã mượn anh ta một con búp bê để thay thế cho đứa bé trong vở nhạc kịch. Và con búp bê đó chính là hình chibi của nhân vật Rin Hoshizora trong franchise Love Live. Bài Post đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ cả phía cộng đồng fan Love Live lẫn những người công giáo fan Love Live, nên chắc không có drama gì xảy ra cả. Để kết thúc chuyên mục chuyển động sẽ là bảng xếp hạng manga, light novel và anime của tuần này. Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần vừa qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì đừng tiếc một like, share và subscribe để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các số chuyển động lần sau.